chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao quy đầu và cắt thành lưu dương vật của một trường Việt Nam 28 tuổi đã có vợ con rồi bạn, bạn sinh sống. Đây kết quả sau khi cắt này, các bạn thấy là rất là đẹp, đau không em? Đấy, cắt. Đấy, những trường hợp này thì phải bắt buộc phải cắt bằng cái dao điện các bạn nhé, à bằng cắt bằng dao điện hoặc là laser, nghĩa là cắt thủ công thôi. Để chúng ta cắt được cả cái thần kinh lưng dương vật nữa. Đau không em? Đấy, các bạn thấy là kết quả rất là đẹp. Đấy, xin chào bạn, tôi chị Sóc Thị Đức đây. Hôm nay mình nhìn nam 28 tuổi rồi, bạn ấy đã có vợ rồi. Có con chưa? Không có. Có vợ con hết rồi. Thế thì bạn ấy bao nhiêu đầu dài và xuất tinh sớm bạn ạ? Để xuất tinh sớm thì bạn ấy là biết lần nào quan hệ cũng chỉ được khoảng 2 phút đúng không? Đấy thì bạn là gọi là xuất tinh sớm nguyên phát. Xuất tinh sớm nguyên phát là một trong xuất tinh sớm mà nó khó chữa, rất là khó chữa. Đấy, nhưng mà nó vẫn có thể cải thiện tốt thôi mà. Nên mình biết cách cái thứ gì nó rất cải thiện rất là tốt thôi. Đấy thì người ta cũng sẽ cân nhắc phẫu thuật cắt thành kinh lưng dương vật. Đấy, như là thần kinh những chi phối cảm giác của cái dương vật ấy. Nó có tầm khoảng 12 đến 15 cái giây như thế. Thế thì người ta sẽ cắt đi khoảng 50%. Đấy thì nghiên cứu của bệnh viện của chúng tôi thì nó khoảng 70-80% những trường hợp cắt thành kinh dương vật thì sẽ cải thiện tốt đấy, cái thời gian quan hệ. Nói chung là cái bệnh cái xuất tinh sớm ấy, nó điều trị nó cũng sẽ hơi phức tạp hơn một chút, tại vì là bản thân xuất tinh sớm không phải bệnh, thì nó chỉ là bệnh khi mà người ta lúc nào người ta cũng chăn trở, người ta tự ti về vấn đề mà xuất tinh nó nhanh thôi. Chứ còn nhiều người người ta xuất tinh sớm người ta vẫn thấy nó là bình thường thôi, người ta vẫn lên đỉnh bình thường, vẫn có con cái thứ bình thường. Đấy, nhưng mà người ta muốn quan hệ lâu một chút mà. Nó có thể là bạn gái cái nhu cầu hoặc là cái ham muốn hoặc là cái yêu cầu của bạn gái nó sẽ cao, nó cao hơn như thế thì người ta sẽ muốn cho thời gian quan hệ nó lâu hơn. Đấy, cho nên là bản thân cái xuất tinh sớm người ta phân vào cái bệnh tật, người ta phân vào cái bệnh tâm thần chứ không phải bệnh nam khoa các bạn nhé. Muốn tạo sức khỏe châu Âu tiếp châu Âu lại không mua nữa đây. Châu Âu lại không mua nữa thì nó đánh nhau nên thành ra nó cũng chúng nó cũng hạn chế mua đồ nhiều ấy. Thế là cũng không xuất khẩu gì được. Giờ nó cũng bị ảnh hưởng kinh tế. Vâng, nhiều ấy. Nên là nghề nó cũng ít việc. Nhưng mà anh nghĩ là bây giờ nó cũng bình thường rồi mà. Bây giờ đi kiếm ấy chứ. Chị chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao quy đầu và cắt thành lưu dương vật của một trường Việt Nam 28 tuổi đã có vợ con rồi bạn, bạn sinh sống. Đây kết quả sau khi cắt này, các bạn thấy là rất là đẹp. Đau không em? Cắt. Đấy, những trường hợp này thì phải bắt buộc phải cắt bằng cái dao điện các bạn nhé, à bằng cắt bằng dao điện hoặc là laser, nghĩa là cắt thủ công thôi. Đấy, để chúng ta cắt được cả cái thần kinh lưng dương vật nữa. Đau không em? Không. Đấy, các bạn thấy là kết quả rất là đẹp.